nước. Phải lẽ là cái điều kiện 2 năm vừa qua dịch Covid
và số 2 sẽ là những đội cắt tay nhau và bán kết. Các đội đại sứ quán Mỹ và đại sứ quán Đức sẽ cùng nhau góp mặt ở trong World Cup. Và như vậy đội, dường như đội đại sứ quán Anh ở là đội số 2 là đội đã thắng trước đội Đan Mạch là đội số 1, thành tích ở vị trí thứ 2. Đội Đức có lặng lẽ ở là đội số 4 và đội Mỹ ở là đội số 3 là hai đội tiếp theo thực hiện thành công vòng đấu của mình. Xin chúc